con đi thì cho con đi nó ăn rồi. Tao ở đấy tao cứ mua cân với lại hai cân. Phải mua hơn chục con á, mười mấy con cá chê chả được ăn một con nào. Không được ăn một con nào. Đi hết. Không ạ, không muốn ăn tiếp đây chị ạ. Chị ơi, nó đang vào trong ấy, tí nó ta dở. Thế nó còn gà kìa. Nó còn đấy chị ạ. Đây gà, gà nó ngon lắm. Đâu rồi tí ra dở. Tí ra chờ tiền đâu. Nó ra dở. Nó mua vịt chắc có 4 con rồi hả? Để chết. Chết chứ sống rồi. Nó mua mới đây. Dở lên đấy.